Xin chào các bạn, mình là Nhanh Trí gọi đây. Hôm nay mình xin thông báo một việc rất quan trọng. Đó là chị Nhanh Trí bị ốm rất nặng nên không thể đồng hành với các bạn trong ngày hôm nay được. Vì thế hôm nay mình sẽ lên thay chị ấy. Mong các bạn thông cảm cho chị Nhanh Trí nhé. Mình sẽ nỗ lực và cố gắng để đem lại video hay và thú vị nhất cho các bạn. Ok, hôm nay chúng ta cùng đến với video về một idol giới trẻ ngoan xinh yêu làm bao người mê mệt nhé. This animal, America, I love this animal. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Capybara. This animal, America, I love this animal. Ôi giời, không có gì là tình cờ và bất ngờ khi Capybara được tất cả mọi người mến mộ đến thế. Bộ trưởng Capybara đã gây sốt cộng đồng mạng qua những video đấm chất người chơi. Điển hình như xin ngồi trên lưng bạn cá sấu để đi ké nè. Bách xì lách hơn nữa là cưỡi bồ nông ngắm nhìn thành phố. Và có cả những phút giây ngồi vô chỉ tắm suối nước nóng mặc dòng đời. Ô vậy bạn có tò văn mò về mối quan hệ gian gian diều díu mập mờ của chúng không? Capybara và các con vật khác có mối quan hệ như thế nào? Cộng sinh, bạn thân hay họ hàng? Capybara có mối quan hệ cộng sinh là chim và chuột lang nước. Chim sẽ ăn ký sinh trùng trên lưng của Capybara, còn chuột thì sẽ được hưởng lợi từ đó. Ở vùng Saiman, cá sấu và Capybara chia sẻ chung nguồn nước nhưng ít khi xung đột với nhau. Bạn biết không, những em Capybara sẽ đuối hết nước khi bạn biết được thông tin này đấy. Capybara là giống gì? Chuột lang nước, chuột cống hay chuột đồng? Capybara là loài chuột lang nước, là loài gặm nhấm lớn nhất thế giới thuộc họ chuột lang. Sống chủ yếu ở Nam Mỹ, chúng sống ở các tràng cỏ và rừng lá rậm gần nguồn nước. Chuột Capybara hiện là loài chuột to nhất thế giới với cân nặng từ 35 đến 66 cân. Ôi dồi ôi, như này phải gọi là chuột lợn mới đúng. Đặc biệt chúng chạy rất nhanh y như cầu thủ Ronaldo vậy. 100 cuộc gọi nhỡ từ Bộ trưởng Bộ Động vật vì quá ư là đau đầu trước hai bạn ngon xinh yêu này. Capybara và mèo Happy Happy, con nào có nhiều người yêu thích hơn? Bản lĩnh thì có đấy nhưng kêu chọn thì lại chịu. Bạn là fan của ai? Hãy cho mình biết nhé. Chỉ là con chuột nhưng sao lại được nhiều người yêu mến đến thế nhỉ? Capybara nổi tiếng như thế nào? Được in hình khắp nơi, được đóng MV của Blackpink, được người nổi tiếng yêu thích. Không chỉ là một mà là cả ba, dạo gần đây hình ảnh của bộ trưởng xuất hiện ở khắp mọi nơi, từ gấu bông đồ chơi, đồ dùng học tập, đồ ăn các loại, hay còn là một diễn viên đình đám trong video của nhóm nhạc Blackpink nữa chứ. À mà fan cứng ở Việt Nam thì không thể không nhắc đến idol của giới trẻ là ca sĩ Sơn Tùng và Jennie. Blackpink đều tỏ ra mê mệt chú chuột lang nước này. Cả hai từng bị Capybara thao túng tâm lý tới mức có hàng loạt hành động vô tri làm bao fan ngỡ ngàng hoang mang. Tiếp theo sẽ là một sự kết hợp hoàn hảo mà đảm bảo bạn sẽ nhức nhức cái đầu cho mà xem. Capybara cộng của Thanh Long Bằng. Và đáp án là đây, Lê Nhạc. Bây không ngờ sự kết hợp này lại ngồi đét và chiến đến vậy. Còn đâu dáng vẻ cute hột mè nữa, lên đồ cái là ngầu hơn trái bầu ngay. Trời ơi, ai mê Capybara bời hết vào đây đi nào. Mình mới kiếm được nhiều đồ chơi xinh xỉu luôn nè. Trời ơi, đẹp quá, không biết nên chọn cái nào đây. Các bạn ơi giúp mình với. Đồ chơi Capybara nào đỉnh nhất? Vòng tay. Squishy Capybara. Hay sổ Capybara. Mê quá đi. Giá như có từ trên trời rơi xuống một cục tiền, mình sẽ mua hết những món đồ chơi Capybara dễ thương này cho mà xem. Cùng thử tài tình mắt các bạn nhé. Tìm Capybara khác biệt nhất. Ôi, có một bạn Capybara khác bọn ở đây. Sắp đi học rồi, hôm nay chúng ta cùng nhau đi sắm đồ dùng học tập nhé. Mình có 100.000 nè, mua được gì đây ta? Ba lô Capybara. Vở Capybara. Capybara.
Hút viết Capybara. Ơi nhiều Capybara như này biết chọn cái nào đây? Các bạn đã sắm đồ dùng học tập chưa? Bởi vô đầy tư vấn giúp mình với nhé. Nếu Capybara buộc phải lao xuống một trong bốn bể để sống sót, Capybara sẽ chọn bể nào? Nên chọn bể nước nhiễm ung thư vì ung thư không phải là bệnh truyền nhiễm. Đúng là ở hiền thì gặp phiền. Các bé chuột Capybara tiểu ta tiểu tiết rủ chúng ta cùng chơi trốn tìm kìa. Các fan nhanh trí đã sẵn sàng chưa nào? Hãy nhắm mắt đếm xem có bao nhiêu bé chuột xuất hiện nhé. Bây giờ có tổng cộng 10 con chuột xuất hiện. Ôi đáng yêu hết phần thiên hạ thế này, bảo sao loài người không mê cho được. Được nhiều người yêu mến là thế, nhưng không phải là em nó không có kẻ thù nha. Thật ra Capybara trong cuộc sống gặp rất nhiều kẻ địch, sơ hở là bị tấn công ngay. Ai là kẻ thù của Capybara? Ghê gớm nhất là bào đốm. Chúng nổi tiếng với sức mạnh to lớn và tốc độ nhanh như chớp, và nghiêm nhiên trở thành kẻ thù số 1 của chuột lang nước trên cạn. Không hề thua kém đó chính là chăn khổng lồ Anaconda, thường xuyên rình rậm Capybara cả trên bờ lẫn dưới nước. Thế mà ở một số quốc gia idol giới trẻ này lại bị sơ tán. Quốc gia nào ăn thịt Capybara? Tại một số quốc gia Nam Mỹ, thịt chuột Capybara coi là đặc sản với hương vị thơm ngon. Nghe nói là thịt chuột ngọt mềm, chứa nhiều dinh dưỡng. Người ta hay luộc rồi xé nhỏ rồi nấu với cà chua. Nhưng vì độ đáng yêu và thân thiện của em nó thì nhiều người đã phản đối việc rất hại em này. Còn bạn nghĩ sao về việc này? Có bao giờ bạn tự hỏi, Capybara đáng yêu như vậy nhưng vì sao vẫn chưa có nhiều người nuôi hay không? Có nên nuôi Capybara làm thú cưng không? Không nên các bạn ơi, vì dù gì Capybara được mệnh danh là hoa hậu thân thiện. Capybara có khả năng giao tiếp rất tốt với mọi người và các loài vật xung quanh. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên nuôi Capybara như thú cưng. Bởi nếu bị sổng chuồng, chúng có thể phá hoại môi trường sống của các loài khác. Tiếp theo, ai thông minh hơn Capybara, chúng ta cùng tham gia thử thách này nhé. Đáp án bằng bao nhiêu? Capybara bằng 12, mặt trời bằng 0, mũ bằng 6 và kết quả cuối cùng là bằng 6 nhé cả nhà ơi. Rất có thể bạn sẽ trở thành người tinh mắt nhất lớp nếu vượt qua câu này. Capybara đang ở trong bóng bay nào? Bay rồi, bóng bay số 2 nha. Tuy có vẻ ngoài khá vô tri đôi khi còn có phần ngốc nghếch, nhưng Capybara cũng có sở trường riêng đấy. Capybara có sở trường là gì? Nhảy múa, ca hát hay bơi lội? Capybara có khả năng bơi lội vượt trội. Chúng có khả năng ngâm mình và bơi lội trong nước hàng giờ đồng hồ mà không biết mệt, và có thể nín thở trong vòng 5 phút. Nhiều khi chúng ta sẽ thấy chúng thi bơi lội với cá sấu nữa đấy. Một sự thật lạ lùng mà có thể bạn chưa biết, Capybara từng bị nhầm lẫn với con gì? Cá, chim hay cẩu, giai cá? Ngày xưa Capybara bị nhầm lẫn với cá đấy các bạn ạ. Chuyện là vào thế kỷ thứ 18, nhân loại bắt đầu dòng buồn ra khơi trên những chuyến hải trình dài dằng dặc, khám phá những vùng đất và những sinh vật mới khi đặt chân đến châu Mỹ. Những nhà truyền giáo châu Âu, Tây Ban Nha đã phát hiện ra Capybara và nhiều loài động vật kỳ lạ mà họ chưa biết tên. Chẳng rõ do thiếu hụt thức ăn hay vì nguyên nhân nào khác mà những nhà truyền giáo này đã nổ ra một cuộc tranh cãi rằng liệu có thể ăn thịt Capybara không? Sau khi oành chén, họ viết thư gửi về thành do me miêu tả thịt của loài này có vị mặn và tương tự với cá biển. Giáo hoàng vì chưa từng nhìn thấy loài động vật này nên đã nhanh chóng đưa ra sắc lệnh tuyên bố chuột lang nước là một loài cá và cho phép thần dân của mình ăn. Chính vì vậy, người dân châu Mỹ bản địa vẫn giữ tập tục ăn thịt chuột lang nước cho đến tận ngày nay đấy. Câu hỏi tiếp theo về đồ ăn, xem ai có sở thích ăn uống giống idol không nhé. Đâu là đồ ăn của Capybara? Rau củ quả, cơm, đất, phân. Capybara thường ăn tảo biển và rau củ, trái cây, trong đó chúng yêu thích như là dưa hấu bí đỏ. Tuy nhiên Capybara sở hữu hệ tiêu hóa kém nên chúng không thể hấp thụ được hết chất dinh dưỡng ở lần ăn đầu tiên. Do đó vào mỗi sáng thì chuột Capybara sẽ ăn lại xích mình. Em nghe mà thấy ghê ghê ấy nhờ, thậm chí có nhiều nhà nghiên cứu còn cho rằng lý do vua cá sấu tha cho cái mạng nhỏ của Capybara cũng là bởi loài này ăn cả phân của cá sấu đấy. Vậy ngoài ăn với ngủ thì loài này thích nhất là làm gì nhỉ? Capybara thích làm gì nhất? Tắm suối nước nóng, ngồi cười, nằm ngủ.
Ôi trời, Capybara mê mẩn suối nước nóng đến mức không biết trời đất làm gì luôn. U là trời, xem kìa mặt chúng kiểu khoái khoái ghê. Mùa hè mà tắm suối nước nóng kiểu gì cũng kêu, khó chịu vô cùng cho mà xem. Sẽ là thử thách tìm đường, dành cho người hay mù đường đây. Tìm đường ngắn nhất cho Capybara. Đây rồi, đường này là xịn xò nhất nha. Dễ thương là như thế nhưng không phải ai cũng yêu mến idol giới trẻ này đâu nha. Hội trưởng hội anti Capybara gọi tên nhân vật sau đây. Và đó chính là Doraemon. Doraemon à? Hả? Ê, chú khổng lồ ở đâu ra vậy nè, cứu tôi với. Haha, Doraemon à, cậu đừng có sợ. Capybara hiền lắm, nó sẽ không làm gì cậu đâu. Chưa hết đâu nha, bây giờ chúng ta sẽ tới phần 2, Capybara và những điều ngớ ngẩn. Hu hu, Capybara chỉ tay lên trời, hận đời vô đối, vì nước của các gia đình đã bị ai đó làm ô nhiễm rồi. Ai đã làm ô nhiễm nguồn nước của gia đình Capybara? Chú khỉ này thật phá phách, dám pha chế nước màu xanh rồi đổ vào nước của nhà Capybara. Thằng cô hồn rồi mà Capybara này vẫn ham chơi. Hôm nay bạn ấy lại về muộn và bị rất nhiều hồn ma truy đuổi. Ôi, phải làm sao đây? Thứ gì giúp Capybara thoát khỏi những hồn ma? Thành giá đây nè, mấy con ma kia sợ chưa, sợ chưa? Capybara chuẩn bị đi dự tiệc, nhưng chưa có bạn nhảy. Hãy giúp bạn ấy chọn bạn nhảy nhé. Ai sẽ làm bạn nhảy của Capybara? Bạn cuốn này thật dễ thương, trang phục của hai người cũng gần giống nhau, cứ như trời sinh một cặp vậy. Capybara tức giận thì sẽ như thế nào? Trời ơi, xịn quá, nó sẽ phá hủy thành phố mất theo bạn thứ gì có thể ngăn cản cơn giận dữ này. Capybara thích ăn trái cây và tắm suối nước nóng mà, chỉ cần đưa ra là bạn ấy sẽ ngoan ngoãn ngay. Một hôm Capybara báo đời đi vào trong một căn nhà hoang, bất ngờ bạn ấy nhặt được một quả bóng bay đo đỏ. Ơi nhìn quen quá, bạn có nhận ra bóng bay đó là của ai không? Ôi toang rồi, đó là tên hề ma quái. Hắn thường lừa nạn nhân bằng quả bóng bay đỏ này và sau đó làm hại nạn nhân. Ôi phen này Capybara lành ít dữ nhiều rồi. Có hai Capybara đi lạc. Một bạn thì lạc ở Bắc Cực lạnh Sun Văn Xuân, bạn kia thì lạc ở sa mạc nóng chảy mỡ. Tình hình này không hề ổn tí nào. Theo bạn ai hiểu trước? Xét về điều kiện sống và khả năng sinh tồn, thì Capybara ở Bắc Cực sẽ hẹo trước. Capybara là loài động vật nhiệt đới và không có khả năng chống chọi với cái lạnh khắc nghiệt của Bắc Cực. Chúng không có lớp mỡ dày hay bộ lông đủ ấm để bảo vệ cơ thể khỏi cái lạnh. Vì vậy, Capybara ở Bắc Cực sẽ gặp khó khăn lớn trong việc duy trì thân nhiệt và có nguy cơ chết vì lạnh rất cao trong thời gian ngắn. Capybara, 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 capybara,